Cô cái ăn đi. Ăn đi. Dạo này sao lại chán bỏ ăn thế à? Cơm không ngon rồi. Đó, thức ăn chắc là chán rồi. Dạo này củ cải hay bỏ ăn. Chắc là quay đi quay lại có phải món nên là chán. Mình phải đổi ngay thực đơn cho củ cải. Đây là món bò rau củ xay. Bước đầu tiên, ta cho vào nước để rã đông. Tiếp theo, cho thức ăn vào nồi. Sau đó là cho thêm ít nước để đun lên cho sền sệt này. Món này thì không cần cho gia vị, hoặc là có thể cho một ít thôi, cho cuốn dễ ăn. Cho nhiều gia vị qua cũng không tốt đâu nha. Rồi, bước tiếp theo là cho lên bếp để đun lên. Chúng ta sẽ đảo thật là đều cho thịt chín này. Hấp dẫn quá, đã xong. Món này thì chúng ta có thể dùng để trộn cơm cho cuốn hoặc là cho cuốn ăn phã nha. Đồ thịt xay nên là trộn vào cơm rất là đều. Rất là hấp dẫn luôn. Đây rồi, củ cải ơi. Cải béo liệu có ăn hay không? Chúng ta cùng chờ xem nào. Ok, củ cải, ăn đi. Wow, ăn một cách rất là ngon miệng luôn nha. Chắc là nhiều người gặp trường hợp cuốn nhà mình chỉ có nhoi thịt, nhoi thức ăn để ăn, cơm thì để thừa rất là nhiều. Thì chúng ta hãy cùng tham khảo thực đơn nhà củ cải nha. Tại củ cải Pet Shop có đa dạng các món bò, gà, lợn, gan, xay cùng rau củ quả sẽ đảm bảo dinh dưỡng cho các bé cún, giúp các bé cún có một bữa ăn rất là ngon miệng.